chào các bác ngon nhỉ. Vâng. Dạ, uống này chuối. Bác ăn nhiều cho bà. Vâng. Đây có rau leo. Đi bán chào người ta thế này, chú ngồi còn quay này. Dạ vâng. Vâng cháu xin phép các bác quay chứ. Cảm ơn các bác nhiều nhá. Vâng. Bên đây có chị gái bán rau ngũ cỏ tươi này các vị. À đây là quê hương của ông Phạm Minh Chính ạ. À dạ vâng. Cảm ơn các bà các chị nhiều nhá. Đây và trước khi vào bên trong chợ đây là những cái quầy sạp và bán các cái trang phục quần áo đơn vị ạ. Thì bây giờ trưởng sẽ đi lại bên các cái phía bên đây trước. Hôm nay là chủ nhật cho nên là rất đông bà con đi chợ rất đông quý vị ạ. Bà ơi. Vâng vâng các bà. Đúng rồi, quay chợ. Đây là ông bà đang bán trầu đây. Trầu cao. Đây và phía bên trong đây cũng là một cái không gian có máy chia quý vị ạ. Đây. Bên trong này không gian máy chia. Bà con chào bác nhá. Bà con đi chợ rất đông. Vâng. Vâng vâng. Đây có bác đang ngồi bán rau này rất vui tính này quý vị này. Rau sạch á các cháu ạ. À dưới đây các bác bán rau lang nhiều nhờ. Rau ngon lắm, rau lang thì rau nó ngọt. Rau ngon mơn mởn luôn. Người gì bà bố? Vâng. Cái này là hái sáng mai à bác? Vừa mới hái xong. À thế à? Bác vừa hái bác vừa ra chợ. Vâng. Thế là bác phải đi hái từ lúc mấy giờ kìa? Đi hái từ lúc 5 rưỡi. À vâng. 5 rưỡi. Vâng. Toàn rau rau xanh rau sạch không? À, cảm ơn các bác nhiều nhá, các bác bán đắt hàng nhá. Đây quý vị, các bà con hôm nay chủ nhật đi chợ rất đông quý vị. Đây là chị các bác bên đây là hàng rau. À vâng. À. Các bác ngoài chợ vui tính nhờ. À, các bác bán nhiều loại rau lắm kìa. Vâng kia, vâng. Bán là nhiều chưa bác gái? Vâng, cảm ơn bác nhờ. Đây có chị đang bán bánh bao này quý vị. Đây rất đông. Chợ này tại Hoa Lộc quý vị ạ, Hoa Lộc, Hoa Lộc. Bà con ngư dân miền Bính. Vâng, vâng. Bên trong đây là các cái giải máy chia bằng tôn quý vị ạ. Chị đang bán thịt. Chị bán thịt bò à chị? Bò. Chị bán thịt bò à? Thịt bò ngon nhờ chị nhờ. Bò ngon, tươi, nhà mới nấu ra. Đây là gọi là cái gân gân bò đúng không? Gân bò. Vâng. Dạ vâng. À, bên trong cái không gian này thoáng lắm quý vị ạ. Và hầu hết toàn được làm bằng các cái trang bị về cái mặt bàn này, bằng inox quý vị ạ. Cho nên là cái lau chùi và cái độ an toàn rất có thể nói là rất đảm bảo và sạch sẽ luôn. Đây. Đây qua đây quý vị có thể là xem được cái không gian bên trong cái khu vực để bán các cái đồ gia cầm rất rộng. Đây, gái đang chặt thịt lợn này quý vị này. Chỗ này sạch bác nhờ. Cái này là toàn làm bằng inox đúng không? Rất sạch sẽ đó. Bán được nhiều chưa bác? Dạ vâng. Ủa bò à? Bắp không? Tôi lên TV để chết được nha. Dạ vâng. Bán thịt bắp không? Anh ơi, quay chị ra thì cũng quay thật ra. Rồi rồi. Bán thịt thôi, thịt dẻo một cái thôi. 235 cái này cho anh quay cho nó. Thịt ngon lắm cái gì ạ? À cháu ơi, tôi cứ hỏi rồi. Cháu quay chưa hay là quay
quay YouTube là YouTube thôi. Quay YouTube. YouTube à? Vâng. Quay chia sẻ cũng được mà quay cháu. Nếu mà cháu làm YouTube thì cháu phải vào giám đốc gặp được phép mới được quay. À dạ vâng. Vâng, cảm ơn chị. Rồi Hoa Lộc, chị bán rùa chị. Hôm nay chủ nhật đông chị nhờ. Báo hôm nay chủ nhật đông chị nhờ. Kia thôi chị bán đi nhá. Em đi vòng. Đông lắm vị ạ. Và các cái quầy đây được chia thành theo từng gian hàng một. Có số điện thoại và có các cái logo đấy quý vị. Vâng. Làm bao nhá. Đây có bảo chị đến đi mua thịt đồng long vị này. Bán chân giò. Vâng. Đây là các cái quầy hàng thịt này. Trước mà nói nhớ quý vị, đây là những cái quầy hàng thịt rất rộng này quý vị này. Đây là một cái không gian quầy hàng bán đầy đủ các thịt lợn, thịt bò, thịt ngon lắm quý vị nhé. Rồi, đông khách nhỉ. Về chị bán đi nhá. Đây, vâng. Đây theo trường thấy cái chợ này đều phân theo cái lô và được lát gạch rất sạch quý vị ạ. Đây cũng được chia bằng những cái máy tôn đấy quý vị ạ. Đấy, có bà chị đang giọng mía này quý vị này. Đấy. Nghe. Quay mình giọng mía. Mía ngon nhỉ, dạ, cảm ơn nhiều nhá. Đấy. Mía rất nhanh. Đông lắm quý vị. Và con hôm nay chủ nhật nên là đi chợ rất đông quý vị ạ. Quá đông luôn. Cực kỳ đông. Tại vì hôm nay là chủ nhật, bác gái đang bán ngào sỏ ốc hến đấy chị. Cái chai đấy là cái chai nước gì đấy? À nước rát à? À thế là mình lộn luôn à? À tên nhờ. Cảm ơn bác gái nhiều nhá. À, chợ hôm nay rất đông quý vị ạ. Đấy, người ta nói là cực đông luôn. Bác gái đang cắt cá. Cái này là gọi là cá đối đó quý vị. Cá đúng. Cái này gọi là cá dao đấy quý vị. Con gái này bán cá dao. Đây có bà chị đang bán rắt. À cái con gì đấy mà nó hống giờ hắn rồi đấy chị ơi. À con sò. À vâng. Chị đang thái sò đấy quý vị ạ. Đây có bà con đi chợ rất đông quý vị nha. Đi làm đấy nhá chị nhá. Đây qua đây. Qua đây quý vị có thể là xem được bà con
tái mình biến rất đông, bà con đi chợ nhiều lắm vì ạ. Phía trường đang đi đây là các cái giải hàng cá quý vị ạ. Có thể nói là dòng bao la luôn. Tất cả quý vị có thể là xem được. Bên đây có các chị đang báo đầu tôm này quý vị này. Vâng, chị báo đầu tôm à chị? Hôm nay bán như thế nào, bán ra tiền trên 100 chị? Cái này là mình luộc ở chỗ đúng không chị? Cảm ơn chị nhiều nhá. Chị bán nhá. Đây phía trước quý vị, đây là toàn những đồ hải sản không quý vị ạ. Khu vực các bác bán rất ngon này quý vị này. Ngon đó. Bác bán mực ngon nha. Đây là cái cá nhảy đấy chị nhờ. Cá còi, cá cày, cá bóng. À, cá còi, cá bóng. À. Là cái cá bóng, cá nhóm nhảy. Ai nhảy như là dưới mặt biển đó cái gì ạ? Đang mà bán hàng à. Vâng. Mua cá còi, cá cày, cá mắc rồi. Đây là cua này, quý vị này. Đây bên đây có chị là rất đông. Cầm chuốc mà lấy cái thằng cá bảo gì nhá. Chuốc chuốc nó bò bò về này. Đây quý vị có thể là xem được hôm nay bà con đi chợ rất đông quý vị nhá. Đây, qua đây quý vị có thể là xem được chợ Nghìa tại Hoa Lộc của Hậu Lộc quý vị ạ. Bà con đi chợ rất đông. Hôm nay cũng là ngày Chủ nhật. Thế nên là bà con đi chợ cực đông luôn quý vị. Đây cái không gian về trong chợ đây quý vị. Đây,
vâng quý vị. À, chào đồng chí nhá. Đây, toàn đang ăn xía xong đây quý vị. Đây có chị gái đang làm cá này quý vị này. Bán được nhiều chưa chị ơi? À, bán được mấy chục cân à? Thế hôm nay bán tháng rồi. Đây là cái cá này gọi là cá nhiều, cá gì đấy chị? À, cá leo à? À rồi. Cảm ơn chị gái nhiều nhá. À, gái bán hàng khéo nhờ. À rồi. Cảm ơn nhờ. Ăn đi chị ơi. Ăn đi, có bộ gì đâu. Đây chị gái bán hàu này quý vị này. Hàu tươi chị nhờ. Hàu tươi chị nhờ. Hàu ngon đấy. Đây hàu này quý vị. Vâng, đây nước. Vâng, vâng, vâng. Lấy cái mảnh này. Nhìn mấy bác mua bán đấy nhá. Đây là mực đây quý vị ạ. Mình bán được nhiều chưa? Bán gần hết rồi nhờ. À, cảm ơn nhiều nhá. À, ôi cá này cá ngon đây này nhờ. À cá phượng cá ngon đấy. Đây mình bán gần hết hàng rồi. Đúng không? Đây tôm tích còn đang sống quý vị này. Tôm tích tươi. Bảy chân này quý vị này. Cảm ơn nhiều nhá. À, chúng thấy như dưới chợ đây toàn được phân lô quý vị ạ, và theo các cái bảng bên hiệu đây có số điện thoại luôn. À, mọi việc được ban quản lý bên trong chợ phân lô chia theo cái không gian hàng hết quý vị ạ. Đây hào này, hào tư này quý vị. Cái hình chứ. Mình bán được nhiều chưa chị ơi? Các chị bán hàng đấy nhá. Ha ha ha.
chia vàng ra vàng. Đây có chị đang cắt làm thịt ếch cái gì ạ? Kéo nhảy. Đây người làm đây này. Vâng. Quay cả. Vâng. Các chị nhá, các chị đứng mua hàng nhá. Chị ơi. Đây là trạch cái gì ạ? Đây là trạch đồng cái gì ạ? Đồng này. Đồng trên cấm nha. Vâng. Bán được nhiều chưa bác gái? Được vài triệu, được vài ít nữa đúng không? Rồi, cảm ơn nhiều nhá. Có các bà đang bán rau. Các bà bán gần hết chưa? Vâng. Đấy các bà bán rau, bà ăn trầu. Rồi các bà ăn trầu mồm đó chối chứ này. Còn hơn bao xôn. Chào bà. Chụp các bà đi làm gì ạ? Vâng. Hầu. Thế đây bà con bán hầu nhiều lắm vì ạ. Hầu là ốc bông tay. Rồi rau, đúng rồi. Đây có chỉ bán trứng và tôm này. Bác với chị bán hàng nhá. Đây là con gái đang bán các rau ngũ quả này. Tối rồi hợp nhá. Bên đây cái hàng của chị đây rất đông khách này quý vị này. Hàng cà đấy. Và các bà chị em mua cà rất đông quý vị ạ. Đây là cái sản phẩm cà đó chị quý vị. Cà được ôm với đỏ biến rất ngon quý vị. Vào được lên TV rồi đấy. Kìa chị đắt khách kìa. Chị đắt khách. Rất bận. Cái hàng của chị bán cái gì ạ? Cả ôm cá biển. Cảm ơn chị nhiều nhá. Bên đây cũng thế này quý vị này. Bên đây con bác đang bán cả bán dưa này. Cái này là mình ăn luôn quý vị ạ. Quay đi, đấy, bà bán dưa bán cả. Mấy cân cả đây bà Tuyết ơi. Bạn liên tục. Rồi cảm ơn các chị nhiều nhá. Bên đây là đi ra gần hết rồi. Và bên phía trước mà này anh quý vị, đây là cái giải của đằng sau đó quý vị ạ. Và cái chợ này rất rộng. Ở trong nhà tại Hoa Lộc quý vị. Chào các bác. Đây các bác đang bán rau rau thơm. Và bán được nhiều chưa bác? Bán được. Còn ngày bác ngồi chợ thì được mấy triệu? Ngày ba chỉ kiếm đủ tiền rau ông bà ăn, tiền thức ăn thôi. Vâng. Rau của nhà. Vâng. À thế rau của nhà. Vâng. Rau ngon bác nhỉ. Vâng. Các cái đổ rau ra giảm cho cá đấy. Cũng ngon. Vâng.
Bà ai rau kìa, bà bán rau kìa. À, bên đó có ông luôn. Đấy, con bà nó bán rau rất bận đấy quý vị ạ. Đây là mùa rất đông quý vị ạ. Bà bằng phân cái này, con này bằng phân là chỉ có mặt nạ thôi. Bà ơi, lấy cháu này mình sao đây nào? Con ăn hai gì ạ? Bà đang bận nha. Đây ăn chứa con nha. Con ăn mồng tôm ăn bằng cho bà. Rồi bà mới chị em mua hàng nhá. Vâng. Vâng vâng. Dạ. Chị ơi. Vâng. Có cái sạp rau gì rộng nhờ. Có cái sạp rau có chi nhiều nhờ. Vâng, rộng bao la. Và chị bán đi chị nhá. Đây toàn rong quý vị nè. Đây các bà con đi chợ ngày chủ nhật rất đông tại chợ Nghè Hoa Lọc quý vị ạ. Chào bán đi bé. Bán được nhiều chưa? Vâng. Xin phép bác cho ghế vào đây tí nha bác nhá. Sữa sữa. Chị bán sữa, anh bán sữa. À, sữa sữa thường thấy có hai màu vậy ạ. Đấy, cái màu đấy trắng trắng. Đây có bà con đến mua sữa cho đồng vị nhá. Chứa ngon chị nhờ. Cái này mình đã làm sẵn rồi đúng không? À vâng. Thì anh chỉ có việc rửa sơ tí nước sôi để nguội xong là cho con ăn thôi. Vâng vâng. Đông phết quý vị, mọi người quan tâm đến sữa rất đông. Theo trường đứng đây thấy anh chị bẩn lắm quý vị ạ. Đây là sữa quý vị ạ, sữa rất tươi quý vị ạ. Rồi anh ơi chị bán hàng nhá. À, chị hai chị gái bán rất là nhiều hàng. Bác chào bán đấy bác. À, cháu cảm ơn nhá. Đây này quý vị này, đây là cái không gian bên trong với chợ quý vị ạ. Đấy. Bên đây là chị đang bán sữa cho mọi người đấy quý vị ạ. Mọi người quan tâm đến hàng sữa rất đông. Mọi người bán đấy bác nhá. Đây là khu vực kinh doanh thủy hải sản quý vị ạ. Chúng xin được chào mọi người. Xin được kết thúc video tại đây. Cảm ơn tất cả quý vị đã xem video và quý vị xem cho một chia sẻ và một đăng ký kênh.
Và hiện tại chị cũng đang có mặt tại trang nghèo quý vị ạ, trang nghèo của xã Hòa Lộc huyện Hòa Lộc. Cảm ơn đến tất cả quý vị nhé.